Trời ơi, bữa nay rằm rồi, 15 rồi. Vợ ơi, vợ ơi, bữa nay là rằm 15 rồi. Bữa nay rằm, vợ chồng mình phải nói chuyện hòa nhã, nhỏ nhẹ. Đúng rồi hả? Tự nhiên cái anh quên mất tiêu à. Một trong những KPI của ngày rằm đó chính là đi nhẹ, nói khẽ, cười chiên. Còn bây giờ, em sẽ đi nấu đồ chay cho vợ chồng mình ăn. Còn anh sẽ đi bày biện trái cây, thắp nhang ngày rằm. Chồng ơi, trong bếp có con kiến rồi chồng ơi. Có kiến thì em đuổi nó đi. À, không được, nó bự lắm chồng ơi. Em lấy cái chổi em quét tụi nó. Có mấy kiến bự mà em cũng sợ nữa. Thôi em ráng tự giải quyết đi nha, anh đang mất cúng rồi. Nói là nó bự dữ lắm mà. Chị gì vậy? Đừng có lại gần tôi, đừng có mà. Cho vợ chồng tôi xin miếng gì ăn rồi đói quá. Không được, các người không được lại gần tôi. Cái gì vậy? Thái độ gì vậy? Tụi tôi xin đàng hoàng nha, không có ăn cắp ăn trộm như mấy con kiến khác mà, thái độ gì vậy? Loài kiến tụi chị á, ngày nào cũng bò vô bếp nhà tôi hết, làm phiền gia đình tôi rất nhiều. Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha. Vợ chồng mấy người á phải làm ăn kiếm tiền thì vợ chồng tôi cũng phải đi kiếm ăn làm tiền chứ. Thôi được rồi, muốn nói đạo lý với loài người chi trơn á, em chịu hết nổi rồi, quá trời đói rồi, con cũng đói nè. Trời ơi, vợ ơi, cô dám đánh tôi. Từ trước tới giờ cô không dám đánh tôi mà hôm nay cô dám đánh tôi. Sao cô lại đối xử với vợ con tôi như vậy? Cô đúng là nhẫn tâm. Được rồi, để cho chồng báo thù cho gia đình mình. Người đàn bà kia, con đón chồng ơi. Được, vợ ơi, giật tay lại đi em, giật tay lại. Đừng có sát sanh, bữa nay là rằm nữa. Nhưng mà bọn nó đang dồn em vào đường cùng đó. Ngày nào nó cũng bò vô nhà bếp mình hết. Tôi quá mệt mỏi rồi. Anh chi ý lộn cô hỡi. Cô hỡi cô kể từ nay tôi xin sám hối ăn cụ năng. Xin cô rộng lòng mà ơi, làm sao để ngăn kiến không vào nhà mà lại không sát sanh đây hả trời ơi? Kiều chi xa tới ông trời, gọi tôi một tiếng tức thời có ai. Chị Tâm hàng xóm, chị tới đây giúp tụi em hả? Ông trời có đức hiếu sinh, ngày rằm càng chở sát sinh côn trùng. Đi ngang chỉ thấy lùng bùng, dần chân khuyên bảo hãy dùng sinh lai. Khoan khoan cho ngắt bài thơ, sinh lai ngăn kiến sao nghe mơ hồ. Chị vừa xin ngắt bài thơ mà chị làm tiếp cho thơ thêm dài. Mình ơi, mình nói thơ dài, nói qua nói lại càng dài bài thơ. Tôi nào nói chuyện văn thơ, mọi người ăn nói xà lơ vô cùng. Thôi đủ rồi, nói tới cùng, người rồi tới kiến muốn khùng hết trơn à. Trời ơi, trời ơi, không có thể làm thơ. Tự nhiên cái gì làm thơ, bài thơ vậy? Con kiến làm thơ lục bát. Trời ơi, kiến làm thơ lục bát, được gọi là kiến thức đó. Thôi đủ rồi. Ý em muốn hỏi đây á là sinh lai bình thường lau nhà sạch thì biết, nhưng mà cái này ngăn kiến, ngăn côn trùng nữa là làm sao? Trống sàn sạch sẽ bình thường, nhưng nhìn bằng mắt tỏ tường được đâu. Vậy là có căn mới thấy được hả chị? Trời ơi, bắt kiến làm như bắt ma vậy, cũng phải có căn mới thấy được là sao chồng? Trời ơi, quả cầu phù thủy, bà ta chính là phù thủy. Mi đừng ăn nói
lung tung. Đây là công nghệ vô cùng tinh vi, là đèn ánh sáng diệu kỳ, mở lên một cái li ti đồ thừa. Ôi trời đất ơi, công nghệ ánh sáng này rọi xuống sàn làm chúng ta có thể thấy được những cái vụn thức ăn li ti, tưởng nó là vô hình đó chứ không. Loài người tầm thường với mấy người làm sao có thể thấy được, chỉ có loài kiến như tụi ta mới có thể cảm nhận và thấy rõ ràng về thức ăn li ti này thôi. Chính vì thức ăn vô hình, vô tình mang kiến mò rình vào ăn. Vô đây kiếm ăn đã khó rồi, còn phải đánh lộn với tụi gián trong căn nhà này. Chúng tôi đã khó khăn lắm mới có cái ăn mà bây giờ còn ngăn cản chúng tôi ăn nữa là sao? Trời đất ơi, ngoài kiến ra còn gián nữa hả? Nếu như nói vậy là cái chai sinh lai này có thể lau sạch được hết tất cả những cái thức ăn thừa vô hình luôn hả chị? Đúng rồi, em nói rất hay. Sinh lai có thể đánh bay đồ thừa. Từ men vi sinh tự nhiên, công nghệ mới nhất có liền sinh lai. Ủa mà chị ơi, men vi sinh tự nhiên có chức năng gì vậy chị? Tạo thành màng trắng rất siêu, chính là công nghệ bio siêu an toàn. Ủa, màng trắng nào đâu chị? Sao em không thấy? Màng trắng sinh học vô hình lan ra trong lúc tụi mình vừa lao. Wow, ôi mà chị ơi, chị nhảy từ từ thôi, có chừng té đó. Sạch bóng kim kiếp mặt sàn, sạch luôn vết thức ăn tàn sót lưu. Sạch nhà, sạch cả tiền ưu, ngàn loài kiến gián phiêu lưu trên sàn. Thường xuyên sử dụng lau sàn, tăng cường hiệu quả, nhà càng sạch nha. Thời gian hiệu quả bao la, 24 tiếng cả nhà đều vui. Vui quá. Dạ chồng em dưới này nè. Em nằm chị đứng thì kỳ, nhà sạch thì mát, mát thì nằm luôn. Chị, vợ chồng em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Em không ngờ sinh lai có công nghệ bio siêu an toàn vậy, đột phá vậy luôn á. Nhà vừa sạch, vừa thơm, vừa đuổi được côn trùng hiệu quả mà không cần sát sanh. Em đây vui mừng khôn xiết, công đức vô lượng. Có sinh lai khỏi phân vân, côn trùng đi sạch, sát sanh chẳng cần. Ủa mà chế ơi, sinh lai mới này mua đâu vậy? Nếu như em muốn mua thì... Nếu thì em... Không ai cho chị nói văn xuôi được không, chứ sáng giờ chị làm thơ chị mệt quá trời mệt luôn rồi. Cũng bà ngựa bài ra cái vụ này chứ ai bài. Sản phẩm hiện đã và đang được bày bán trên các sàn thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc. Giờ sao đây mọi? Chắc là hai vợ chồng mình phải tha hương cầu thực sống ao đoan thời gian thôi em ơi. Trời ơi mình ơi, có người làm rơi đồ ăn nè. Em cũng lụm được trái téo người ta ăn dở nè. Tính ra môi trường ngoài này rất tốt cho loài kiến chúng ta. Ô kìa anh Giáng, sao anh ở ngoài này? Ô kìa, cái nhà này mới đổi nước lau sàn mới, ở dưới đất đâu còn đồ ăn đâu, cho nên tôi phải ra ngoài này sống nè. Nhưng mà tính ra cũng may, chỉ đuổi côn trùng chứ không có việc. Họ đã quá nhân văn rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta ở ngoài này phải là anh em tốt. Vô cứ đâu vô nhà cha ơi. Làm cái gì mà sợ tôi dữ vậy? Tôi có hại ai bao giờ đâu.